Xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng kênh Bản tin Covid để có thể cập nhật được những tin tức mới nhất, nóng nhất trong nước cũng như trên thế giới. Bản tin ngày hôm nay của kênh Bản tin Covid sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau. Hà Nội ra thông báo khẩn khi một phụ nữ bán rau dương tính với SARS-CoV-2. Sau đây, mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan tới người phụ nữ bán rau ở Đông Anh dương tính với SARS-CoV-2. CDC Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn từng đến liên quan tới các địa điểm như sau: chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng hàng ngày từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, mua hàng tại các hàng rau ven đường từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Những người đã đến các địa điểm trên cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế trên địa bàn hoặc gọi số điện thoại đến số 0243 883 5560 Trung tâm Y tế huyện Đông Anh hoặc 0969 082 115 và 0949 396 115 CDC thành phố Hà Nội để được trợ giúp. Sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là bệnh nhân NTHN bán rau ở chợ cửa hàng mới tổ 17, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Người này bán rau tại chợ cửa hàng mới. Sau khi nghỉ bán rau 2 ngày, ngày 30 tháng 5, bệnh nhân ho, sốt, đau họng, đi mua thuốc tại quầy thuốc Thu Hằng. Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, người này tự điều trị tại nhà. Khoảng 13 giờ 40 ngày 4 tháng 6, bệnh nhân khám sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, sau đó được chụp tim phổi và nhập viện vào khoa nội tổng hợp. Vào chiều cùng ngày, bệnh nhân được bố trí phòng cách ly tạm thời với chẩn đoán viêm phế quản phổi. Lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, sốt nhẹ 37,8 độ C, ho, tức ngực khi ho. Sáng ngày 5 tháng 6, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm SARS-CoV-2. Sáng ngày 6 tháng 6, mẹ và anh, em trai vào thăm bệnh nhân. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nghi ngờ dương tính và chuyển CDC Hà Nội khẳng định kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân sốt 38 độ C, ho nhiều, ho đờm, không khó thở. Sáng nay, kết quả xét nghiệm khẳng định lại cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Hà Nội cho biết. Để chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi tới bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại!